À, bây giờ cho phép Cẩm Thiên thay đổi không khí bằng một bài hát dân ca đi, một bài hát nói về Phật pháp hôm nay. Cho phép Cẩm Thiên xin gửi đến thầy quý vị một bài hát được mang tên Chắp tay niệm Phật. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
bên trong còn rất 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 nhiều tiết mục đặc biệt chào đón cả nhà. Cẩm Thiên mong rằng quý vị sẽ ở lại đây mà nghe xem xuyên suốt chương trình nha. Bây giờ Cẩm Thiên xin tạm biệt. Chúc cho toàn thể cô chú anh chị và các bạn, những người thân yêu nhất của Cẩm Thiên có mặt trong buổi tối hôm nay, có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Xin chào tạm biệt ạ.